Hello mọi người, lại Chào đây. Mọi người cùng xem một tuần ở New York cho ăn gì nha. Hôm nay là thứ hai và Chào đang lên trường bởi vì hôm nay Chào có lớp. Chào có lớp từ 2 giờ đến 4 giờ chiều, sau đó một lớp nữa từ 6 giờ đến 8 giờ tối. Có 2 tiếng nghỉ ở giữa, thế nên là Chào đi mua đồ ăn để mang lên trường ăn. Đây là tầng riêng dành cho sinh viên ngành học của Chào. Tầng này có một phòng riêng để mọi người đến để ăn. Chào đang là sinh viên năm 3 của trường NYU Tandon School of Engineering. Ngành của Chào là IDM, viết tắt cho Integrated Media and Design. Mọi người cùng xem Chào ăn gì nha. Dưới trường Chào có cửa hàng Chipotle, thế nên là Chào vừa qua để mua đồ ăn. Chào mua đồ ăn hết 17 đô nè. Chipotle thì chuyên bán các món ăn của Mexico. Ở đây có khá nhiều món nhưng mà Chào gọi một chiếc burrito. 4 giờ chiều Chào mới ăn bữa đầu tiên trong ngày này mọi người. Siêu đói luôn. Chiếc burrito này thì Chào gọi là nhân steak. Bình thường mọi người hay ăn burrito với cả cơm và đậu, nhưng Chào không thích mấy topping để làm, thế nên là Chào không cho vào. Giờ thì Chào vừa ăn và vừa làm bài tập. Mọi người hay hỏi về ngành học của Chào tại NYU. Ngành IDM thì chỉ có ở NYU mới có thôi, thế nên là cũng không thể dịch ra tiếng Việt cho sát nghĩa được. Nhưng mà ngành của Chào thì nó gần giống như ngành truyền thông đa phương tiện. Nhưng ngành của Chào thì tập trung vào mặt kỹ thuật và lập trình nhiều hơn. Sau lớp 8 giờ tối thì Chào đi ăn tối cùng bạn nè. Trường NYU Tandon thì ở tận Brooklyn, thế nên là Chào phải đi tàu lên Manhattan để ăn tối. Và nhà Chào cũng ở Manhattan, New York luôn. Hôm nay thì bọn mình ăn tại một nhà hàng Trung Quốc. Chào với các bạn hay ăn ở quán này bởi vì không gian khá là ấm cúng. Ở Mỹ đa số mọi người sẽ phải đặt bàn trước, nếu không đến quán đợi thì sẽ siêu lâu luôn. Bọn mình ăn tới lúc 8:30 tối mà nhà hàng vẫn siêu đông đấy mọi người ạ. Đói quá rồi, mọi người cùng Chào ăn thôi. Đây là món thịt heo luộc chấm với sốt cay cay, ăn khá là ngon. Lần nào bọn mình đến quán này thì bọn mình cũng gọi món này bởi vì đây là món signature của quán. Hôm nay thì Chào đi ăn với cả mấy người bạn thân bên Mỹ của Chào. Bên trái là Linh Đan, còn bên phải là Linh Lê nè. Bọn mình đều bằng tuổi nhau, là sinh năm 2003. Bọn mình sang Mỹ mới gặp nhau nhưng mà bởi vì tính hợp nhau thế nên là suốt ngày gặp. Bọn mình ăn theo kiểu cơm gia đình là gọi nhiều món rồi share với nhau. Bọn mình gọi thịt heo sút chua ngọt nè, rau cải xào với cả thịt. Còn đây là món thịt bò kẹp với cả bánh bao. Chào thích ăn đồ châu Á, thế nên là ra hàng ăn ngoài Chào hay ăn đồ châu Á hơn. Chào cũng thích ăn đồ Việt Nam nhưng mà ở đây thì không quá nhiều quán Việt, thế nên là bọn mình hay ăn đồ Trung Quốc bởi vì tiện. Và giá cả thì đồ ăn Trung Quốc cũng rẻ hơn mặt bằng chung nữa. Bọn mình ăn bữa này hết 95 đô cộng thêm 20 đô tiền tip nữa. Ăn tối xong thì bọn mình đi ăn đồ tráng miệng nè. Quán Spot Dessert Bar thì ngay gần quán bọn mình vừa ăn tối. Quán này nhiều lúc siêu đông luôn. Có lần bọn mình qua đây phải xếp hàng 1 tiếng rưỡi mới được vào ăn. Hôm nay là tối thứ hai thì nên là quán không quá là đông. Ở Mỹ thì nhiều nhà hàng sẽ cho mình đặt đồ ăn trên điện thoại luôn. Bọn mình gọi hai món là một chiếc bánh lava cake và một chiếc bánh French toast nữa. Đây là hai người bạn xinh đẹp của mình nè. Khẩu vị người Mỹ thì bị ngọt so với khẩu vị của Chào. Mặc dù các món ở đây hơi ngọt một chút nhưng mà vẫn rất ngon. Bọn mình ăn tráng miệng hết 32 đô cộng thêm 7 đô tiền tip nữa. Thứ ba thì Chào có một lớp buổi sáng. Học xong thì Chào về nhà nấu bữa trưa nè. Hôm nay thì Chào sẽ làm món pasta tôm. Bởi vì Chào sống một mình và nấu ăn cũng chỉ có một mình Chào ăn thôi, thế nên là Chào muốn làm các món đơn giản không quá cầu kỳ. Món mì pasta này thì nấu cũng tầm 10-15 phút là ăn được rồi. Chào cho một ít muối và nước và luộc mì lên. Chảo nóng rồi thì Chào cho bơ vào nè. Chào dùng bơ lạt nha mọi người. Tôm này Chào mua ở siêu thị là đã được tẩm ướp sẵn rồi. Vì Chào siêu thích ăn nấm luôn, thế nên Chào cho cả nấm vào. Mì chín thì Chào cho qua một ít nước lạnh để mì không bị dính vào nhau, rồi đổ mì vào chảo và trộn lên thôi. Mọi người cùng Chào ăn trưa nha. Món này siêu dễ làm mà lại còn ngon nữa.
xong thì cha đi mua cà phê bởi vì chiều cha lại có lớp học. Cha đi bộ ra quán cà phê bởi vì quán này khá là gần nhà Trao. Đây là quán cà phê yêu thích của Trao luôn, vì quán có nhiều bánh với cả nhiều loại cà phê khá là hay ho. Cha mua một chiếc cookie để tí nữa mang đi ăn nè. Cha mua cà phê về bánh thì hết 10 đô nha. Đây là cà phê kiểu tiramisu ấy mọi người ạ. Có vị cà phê siêu đậm luôn. Và có một lớp kem béo ngậy bên trên. Mặc dù cha cũng sợ béo, nhưng lịch học cha khá là nhiều, thế nên là cha hay uống đồ ngọt để có thêm năng lượng. Cha học xong một lớp rồi nè, giờ thì cha đang có thời gian rảnh để chờ đến lớp tiếp theo. Trường cha thì có rất là nhiều phòng để cho sinh viên vào học. Giờ thì cha sẽ ăn thử chiếc cookie lúc nãy nha. Đây là chiếc cookie vị Red Velvet mọi người ạ. Trông xinh cực kỳ, có marshmallow với cả sô-cô-la ở bên trên. Cha thấy là ăn cũng được nhưng không quá là xuất sắc, và hơi bị ngọt quá, thế nên là cha không ăn hết được chiếc bánh quy này. Tối tan học về nhà cha khá là đói, thế nên là cha qua tiệm pizza gần nhà để mua pizza mang về. Cha mua một lát pizza hết 6 đô nha mọi người. Đây là pizza vị pepperoni, có siêu nhiều xúc xích luôn mọi người ạ. Mọi người cùng cho ăn tối nha. Sáng nay cha có việc phải dậy sớm, thế nên là cha đi mua đồ ăn sáng. Đây là tiệm bánh gần nhà Trao nè. Ở đây có siêu nhiều các loại bánh ngọt luôn. Cha mua một chiếc bánh sandwich kẹp với cả matcha latte thì hết 18 đô. Cha mua mang về nhà để vừa ăn và vừa làm việc. Nhiều bạn hỏi cha về việc tip ở bên Mỹ. Đối với những nơi mà chỉ có nhân viên tính tiền thì mọi người sẽ không bắt buộc phải trả tiền tip, như kiểu mua quần áo hay là mua đồ ăn mang về. Nhưng đối với những người cung cấp dịch vụ cho bạn thì bạn bắt buộc phải trả tiền tip nha. Ví dụ như ăn ở nhà hàng có nhân viên phục vụ, làm nail xe thuê người đến dọn dẹp nhà, thì đối với văn hóa ở Mỹ bắt buộc bạn phải trả tiền tip. Vì lương cơ bản của nhân viên ở bên Mỹ rất là thấp, họ sống dựa vào tiền tip là chủ yếu. Vì thế nếu bạn không tip thì nhân viên sẽ nhắc bạn. Trung bình mọi người sẽ tip tầm 15%. Nhưng đối với những bang như New York thì trung bình mọi người sẽ tip tầm 18-20%. Ăn xong thì cho trang điểm và thay đồ bởi vì cha là diễn giả của một talk show online. Vì sự kiện này tổ chức ở Việt Nam, thế nên là cha phải dậy sớm để chuẩn bị bởi vì khác múi giờ. Xong việc thì cha lên trường bởi vì buổi sáng cha cũng có lớp. Trưa nay cha về nhà nấu cơm nè. Vì còn thừa một ít tôm từ hôm qua, thế nên là cha sẽ làm món tôm diêm nước mắm. Cha có nhiều nấm, thế nên là cha cũng cho vào luôn. Cha làm sốt bằng nước mắm, đường và tương ớt. Cha làm ít cơm thôi bởi vì cha không muốn ăn quá nhiều tinh bột. Mời mọi người ăn trưa cùng cha nha. Khá là thèm trà sữa, thế nên là cha đặt ship về. Cha đặt trà sữa hết 10 đô cộng thêm 3 đô tiền tip nữa. Cha mới phát hiện một vị trà sữa ở Gongcha siêu ngon luôn. Chiều nay cha không có lớp, thế nên là cha vừa uống trà sữa, vừa đan len và vừa xem phim. Chiều hôm nay cho đi ăn ramen với cả Linh Lê. Quán ramen này có sao Michelin đấy mọi người ạ. Bọn mình đi ăn lúc 2 giờ chiều nên là quán không quá đông. Đặt bàn ở đây là phải cọc thẻ đấy mọi người ạ. Nếu mà mình đặt bàn mà không đến thì mình sẽ bị tính phí là 20 đô.
Chao chưa ăn quán này bao giờ nhưng Linh Lê bảo ở đây có bingsu ngon lắm, thế nên là hôm nay bọn mình qua ăn. Bọn mình có 2 bát ramen signature của quán luôn. Chao công nhận là mì ở đây ngon nha mọi người. Và giá cả cũng không quá đắt, một bát ramen thì hết 20 đô. Linh Lê gọi thêm ngô và bọn mình phải trả thêm 3 đô cho bát ngô này. Để Chao kể mọi người nghe, lần đầu tiên Chao và Linh Lê đi chơi, Linh Lê nhắn rủ Chao đi cà phê. Xong rồi Linh Lê đến muộn 1 tiếng mọi người ạ. Đợt đó Linh Lê cũng giúp Chao chuyển đến nhà mới. Rồi thế là chơi thân đến bây giờ luôn. Vừa ăn bọn mình có thể vừa xem nhân viên làm bingsu cho bọn mình. Chiếc bingsu này siêu to luôn mọi người ạ. Có một lớp kem bên trên ngậy cực kỳ. Bọn mình ăn tổng hết 82 đô cộng thêm 18 đô tiền tip nữa. Chắc khá thích ramen ở đây nên là chắc chắn sẽ quay lại nha. Ăn xong bọn mình đi dạo phố và đi siêu thị. New York trời mùa thu cực kỳ đẹp luôn. Thời tiết sẽ từ tầm 20 đến 25 độ. Bọn mình đang đi ra Koreatown nè. Đây là khu có rất là nhiều nhà hàng Hàn Quốc. Bọn mình đi H-Mart là một siêu thị châu Á. Ở đây bán nhiều đồ mà các siêu thị khác không có. Chắc thì ăn kem mochi trà xanh cực, thế nên là Chắc qua đây mua. Hôm tới Linh Lê đến nhà Chao chơi, thế nên là Chao mua lươn về để làm cơm lươn. Chao mua thêm cả xì dầu và rong biển nữa. Chao đi siêu thị hết 46 đô nha. Đi siêu thị xong thì bọn mình đi mua trà sữa. Ở đây thì mọi người sẽ order trà sữa trên chiếc máy như thế này này. Bọn mình mua trà sữa hết tổng 17 đô nha. Giờ bọn mình đi bộ ra trạm tàu điện ngầm để đi về. Hôm nay Linh Lê qua chơi thì nên là Chao sẽ làm món cơm lươn. Chao chỉ có một lớp buổi sáng thôi và cả ngày Chao rảnh. Hết gạo rồi nên là Chao đổ túi gạo mới vào. Chao đập 2 quả trứng vào để làm trứng tráng. Chao chiên trứng lên để tí nữa cắt nhỏ ra. Thực ra là trước đây Chao không biết nấu ăn đâu. Từ khi Chao sang Mỹ Chao mới bắt đầu mày mò học nấu ăn. Thế nên là Chao cũng nấu không giỏi lắm, có gì mọi người góp ý cho Chao nha. Gói lươn này Chao mua ở siêu thị hết 20 đô, nhưng được nhiều lắm ấy mọi người ạ. Chao phải cắt bớt lại bởi vì hai đứa bọn mình không ăn được hết. Lươn Chao sẽ đem đi áp chảo tầm 10 đến 12 phút nha. Rong biển này Chao mua tầm to và Chao cắt nhỏ ra. Ta-da, cùng bọn mình thưởng thức món ăn thôi. Đây là món tủ của Chao luôn đấy mọi người ạ. Làm không khó mà ăn cũng ngon cực kỳ. Cả tuần đi học rồi nên là cuối tuần Chao chỉ thích ở nhà chill thôi. Bọn mình gọi thêm cả trà sữa về nữa. 2 cốc trà sữa hết 16 đô nè. Tối nay Linh muốn đi ăn đồ Trung Quốc nên bây giờ bọn mình đang đi nè. Tối hôm nay trời bắt đầu se lạnh rồi. Ngoài trời có 17 độ thôi mọi người ạ. Nhà Chao khá là gần Chinatown, là khu Trung Quốc có rất là nhiều nhà hàng Trung. Bọn mình đang chờ tàu để đến quán ăn nè. Quán này bọn mình xem review ở trên mạng nên là quyết định qua ăn. Ấn tượng đầu tiên là không gian quán rất là xinh nha. Bọn mình đặt đồ ăn bằng cách tích vào các ô. Chao thấy các món dim sum ở đây ngon nha mọi người. Linh Lê muốn gọi món vịt quay Bắc Kinh, nhưng bọn mình đi ăn 2 người thôi thì nên sợ ăn không hết. Lần sau bọn mình sẽ quay lại để ăn món vịt quay Bắc Kinh nha.
Đồ ăn và không gian quán ở đây khá là ok, cho sẽ cho 8 trên 10 điểm. Bọn mình ăn hết 48 đô cộng thêm 10 đô tiền tip. Hôm nay là một ngày cuối tuần nắng đẹp tại New York. Chao có hẹn ăn trưa đồ Thái. Chao đi tàu điện ngầm và đi bộ ra nhà hàng. Ở New York thì đa số mọi người sẽ di chuyển bằng tàu điện ngầm vì tàu điện ngầm đi nhanh và tiện. Đi xe ô tô ở New York thì đường rất là tắc luôn và không có chỗ để xe. Chao đến quán ăn rồi đây mọi người. Quán bên trong trang trí xinh xỉu luôn. Chao gọi trà sữa Thái nè. Thèm đồ Thái quá nên bọn mình gọi hơi bị nhiều món. Bọn mình gọi súp tôm răm, tạt Thái, mực chiên, cơm rang và cà ri. Đồ Thái ở đây không bị cay đâu mọi người ạ. Ăn rất vừa miệng luôn. Món tạt Thái thì Chao thấy hơi bị nhiều dầu. Hôm nay thì Chao đi ăn với ba bạn nữa cùng trường NYU với Chao. Trường Chao không quá nhiều người Việt đâu, nhưng những bạn Chao chơi thân cùng thì đều là người Việt Nam. Mỗi tội là mỗi đứa học một ngành khác nhau mọi người ạ. Gần như là Chao chẳng bao giờ gặp mọi người trên lớp luôn. Bọn mình ăn hết 100 đô cộng thêm 19 đô tiền tip. Bọn mình ăn thừa khá nhiều nên là bọn mình gói mang về. Sau đó bọn mình đi bộ qua một quán kem. Đây là các bạn của Chao nè. Chao đang phải tận hưởng cái nắng tại New York. Vì đến mùa đông là New York siêu lạnh luôn. Nhiều lúc có bão tuyết mà thời tiết toàn dưới âm độ. Đây cũng là một tiệm kem mà Chao rất là thích. Chao rất thích ăn kem Earl Grey ở đây luôn. Họ còn bán mang về nữa nè. Một chiếc kem ức quế ở đây để hết 9 đô. Cảm ơn mọi người đã xem hết video này của Chao. Nếu mọi người thích video này thì hãy like cũng như subscribe kênh của Chao nha. Và nếu có bình luận gì hay là mọi người muốn xem content gì tiếp theo thì hãy comment bên dưới nha. Bye mọi người.